Chào anh em, chào các bạn. Sáng nay thì mình chuẩn bị giao cho 10 hộ nông dân nuôi giống này các bạn. Bữa nay thì mình giao cũng tương đối khoảng 4 xe 12 tấn. Và mùa này thì bà con nông dân nào mua thì mình sẽ tặng kèm áo thun các bạn, áo thun tay dài để chúng ta đi ruộng. Và lúa giống thì hiện tại thì em có 5451 OM18, OM34, IR504. Và bên em thì có giống Lộc Trời, Diện Lúa và cái giống mà bên em tự sản xuất luôn nha các bạn. Và em có giống tự sản xuất luôn. Thì anh em và các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ em qua số điện thoại 0939 17 17 17. Rồi em tên Hậu. Và trở lại với tình hình bán lúa tươi ở ngoài đồng các bạn, thì cái giá lúa tươi ngày hôm nay thì sẽ có cái giá là 7.700 đồng các bạn. Là bữa nay là em mình nó đang lấy, em út mình đang lấy 700 đồng. Và một số cái doanh nghiệp mà người ta có cái sự liên kết với nông dân đó các bạn, người ta mua bao tiêu đó và người ta bỏ lúa đó các bạn, thì giá nó sẽ 7.700, ví dụ giá 7.700 và người ta đã cọc 400.000, thì người ta để quá lâu người nông dân người ta sẽ bán ra ngoài, hoặc là người nông dân người ta sẽ liên hệ với cái anh cò đã mua lúa đó, là lấy không lấy thì bỏ cọc để người ta bán ra ngoài, hoặc là người ta nhờ cái anh cò đó là bán cho người khác nữa, thì người ta sẽ trừ lại 300 đồng là còn 7.400 các bạn. Giá đời 28 ở cái khu vực là hiện tại thì ở Cờ Đỏ thì những cái huyện gần ở bên cái vách ngoài mà như mình á, bên cái khu mình Trung An, Trung Thạnh, Trung Hưng rồi các bạn, thì đã thu hoạch xong rồi, là đã lấy lúa hết rồi. Và những cái nơi còn lại là như huyện Vĩnh Thạnh nè, huyện Cờ Đỏ mà ở trong thị trấn Cờ Đỏ đi vô các bạn, Nóc Bằng rồi đó, thì vẫn còn lúa nha các bạn. Và bữa nay thì em mình nó đang lấy lúa là ở cái thuộc xã Thành Lộc của huyện Vĩnh Thạnh, thì là đang lấy giá đời 28 là 7.700 đồng. Còn mà cái lúa người ta đã nằm 2 đêm rồi đó các bạn, 2 đêm 3 đêm thì giá sẽ là 7.400 nha các bạn, là cái giá người ta bỏ cọc người ta bán lại. Đó là mình cập nhật cho anh em và các bạn cái giá ở khu vực địa phương của mình. Rồi thôi, mình chào anh em và các bạn, chúc tất cả anh em và các bạn có một ngày mới thật ấm áp.